phộng là sốt tiên. Đậu phộng mình sẽ sử dụng khoảng 500 g, gan là tách vỏ sẵn ha. Và gừng, gừng thì khoảng 2 muỗng canh đâm dập sẵn. Đây là mè, mè trắng cũng đem sẵn luôn. Hay là đường, khoảng 1 chén đường. Đây là nước, làm 1 chén nước. Đây là nước cốt chanh, khoảng 2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Đây là bơ. Rồi, bắt tay là làm việc thôi. Đây, mình bắt nồi lên, mình cho 1 chén nước vào. Sau đó đậy nắp lại. Rồi, trong thời gian đợi nước sôi á, như đây mình gãy mè lên cái cây để hồi mình đổ kẹo ra. Có nhiều người ta lót giấy. Rồi, nước nó sôi vậy là được rồi. Giờ sẽ bỏ đường vào. Rồi, sôi chưa? Ừ, sôi rồi. Bây giờ đừng có lấy muỗng hay đũa gì quậy nha các bạn. Rồi chỉ cần mình cầm gì nè, mình lắc lắc cái nồi cho nó tan hết đường ở dưới. Rồi bây giờ mình chỉ đợi cho nó chuyển sang màu vàng cánh gián là được. Sôi quá trời rồi, nhớ rồi. Rồi giờ mình cho gừng vào. Cho hết gừng vào nha các bạn. Cho nước cốt chanh vào luôn. Đừng có quậy nhiều quá, chỉ đảo nhẹ thôi. Nó cái màu ngã rất là đẹp luôn. Mình nhỏ lửa lại nha, đừng có thấy lửa nhiều quá. Giờ mình sẽ thử. Mình thử mình lấy một chén nước mình nhiễu vô. Bạn thấy nè, nó gực nó rất là tròn, nó không bị chảy nữa ha. Rồi mình lấy tay mình thấy cảm thấy mình nó dẻo, nó vừa cứng cứng mà nó vừa dẻo, mình nó không cứng lắm á là được rồi đó các bạn. Được rồi đó. Bây giờ mình bỏ đậu vô được rồi. Rồi mình bỏ mối đậu vô, bỏ từ từ để thôi rồi không bỏ tiếp nữa, chứ không bỏ một lần hết luôn nha. Thơm lắm các bạn ơi. Nhỏ lửa thôi chứ đừng có đắt lửa không. Bỏ thêm. Rồi mình quậy cho nó đều, mình chọn cái đều mình chườm một miếng lại chút mình để gắt lên cái mặt cho nó đẹp. Lớp mặt. Ôi đáng lẽ là nãy mình phải bỏ bơ vô ngay lúc mình bỏ gừng với lại nước cốt chanh đó. Giờ mình bỏ luôn cũng không sao. Lỡ rồi, nó vẫn tan luôn, mình vẫn trộn đều lên không sao hết. Rồi, cắt mè, bỏ mè luôn. Đáng lẽ là phải bỏ mè với lại bỏ bơ chung với cái lúc mà mình bỏ gừng với lại nước cốt chanh đó. Mà tại hồi nãy. Rồi, đây là mình đã trộn đều rồi. Giờ bây giờ thì cho ra khay thôi. Thơm lắm, thơm cực kỳ luôn. Phút này mình làm phải nhanh tay nha, để nó cứng á, nó nguội lại là nó cứng rồi. Nó cứng thì cái độ cứng ấy chứ nó không phải là cứng ngắt. Thank you.
thơm lắm. Đậu nãy mình chừa lại dư đó mình gắt lên nước mặt. Mình gắt lên nước mặt cho nó thấy đậu nhiều ha, nó đẹp. Rồi mình gắt mè lên luôn. Lấy muỗng mình cán, mình đè đè xuống đây nè, chậm chậm xuống đây nè. Nó không cứng lắm, nó vừa dẻo tới ngon. Ăn không những ngon mà còn phải đẹp nữa nha. Kẹo đậu phộng rất là ngon luôn á, trời ơi. Ô coi gần ảnh quay sát luôn nè, nó thơm lắm luôn á. Ôi nhìn là muốn ăn liền luôn. Mà chút xíu nữa là mình ấy được rồi, để ấm ấm á, là mình lấy mình cắt được, đừng có để nó nguội quá là nó cứng ngắc à. Bây giờ còn nóng lắm, để chút xíu nó ấm ấm, nó còn ấm ấm thì mình lấy mình cắt. Trời ơi, nó ngon quá trời. Con đậu nhìn ngon hấp dẫn quá. Hoàn thành tác phẩm. Xong rồi, giờ cắt thôi, ấm ấm rồi đó. Để nãy giờ thấy ấm ấm rồi. Giờ cắt được rồi đó. Đây, xong. Cái này các bạn muốn ăn mà để lâu á, mình để vô cũng có hũ ha, để vậy đây, để y cục gì luôn, mình để vô cái hũ, xong rồi cái mình đậy lại, mình để vô ngăn mát lạnh á, để nó giòn nó ăn ngon á. Còn không mà muốn bỏ vô bọc thì cũng được, bỏ vô bọc thì mất công mất thời gian lâu thôi. Còn nên nó còn hơi nóng đây, đây để trong ngăn mát lạnh, giờ lấy ra nè, ăn thử hộ giòn lắm. Để em cắn thử một cái nha, ăn thử ha. Giòn rất ngon, giòn lắm đó nha, nó giòn, nó béo, giòn ngọt vừa phải luôn.